Rất nhiều người dân, trong số đó, đa phần là phụ nữ đã đến dự phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Hồng Chinh, 52 tuổi, ở xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi phải ra tòa, bị cáo Chinh từng là nữ đầu thảo hội. Tuy nhiên, bị cáo đã lấy tên của hội viên, hút hàng chục phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm chiều 20 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hồng Trinh mất án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Trinh bắt đầu làm đầu thảo và bởi nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng từ năm 2012 đến tháng 4 năm 2020. Số tiền mỗi phần hụi là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ 400.000 đến 600.000 đồng. Đến năm 2018, khi nhận được sự tin tưởng của nhiều hội viên, bị cáo Trinh đã thực hiện hành vi gian dối và đã tự ý lấy tên của 66 hội viên trong 15 giây hội để hốt hội. Sau đó, Trinh đã đóng một phần tiền lại cho hội viên và còn chiếm đoạt của các hội viên gần 2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Đặng Hồng Trinh đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hồng Trinh mức án 10 năm tù.